Alo, chào anh em nha. Thì hôm nay rảnh anh em. Hiện nay mình đi đánh kèo hay kèo chơi anh em. Thì có số anh em hỏi mình chim mà nuôi sao mà nó bị rớt khoen á, cách xử trí anh em. Thì này anh em mà mới chơi thì thế nào cũng bị ha. Nhưng ngay cả mình lúc mới chơi cũng bị anh em. Thì thứ nhất á, anh em nuôi chim á rớt khoen có hai vấn đề anh em để ý ha. Thứ nhất là nếu mà anh em cho cắm dưỡng á mà con chim anh em vẫn rớt khoen thì anh em để ý cái cống của anh em nè, cái miệng cống của mình nó nhỏ nè anh em, nó nhỏ nè, chim nó ăn á cái nó dính cám anh em, cái nó chùi xuống cái cầu nè, mà cái cầu này cái cống nè anh em mà không vệ sinh á thì nó chùi xuống cái cầu nè, rồi cái nó lấy cái mỏ nó quẹt lên lông á, rồi nó dính cám nó rụng nha anh em. Còn thứ hai là anh em mình cho cắm hót nha, cắm hót thật ra là đường nó nhiều anh em, nó ngọt á, anh em để ý cắm hót mà anh em để qua đêm á là cám nó thường nó bị chảy á, cám mà nó chảy thì chim nó ăn vô cái miệng cống anh em nhỏ nè, nó dính vô mắt đó, nó dính vô mắt nó rọ lông anh em, nó rụng á, nó rớt quen á, nó rụng lông xấu lắm. Với cái lồng mình nuôi nhỏ nè, thường anh em nuôi á người ta cho ăn cái cống này nè, cái cống ăn á, anh em cho ăn cái cống, cái miệng nó rộng vậy nè, cho ăn cái cống, cái miệng nó rộng, cái lồng mình lớn chút xíu, mình vệ sinh cầu cống là anh em cho nó sạch sẽ. Còn anh em mà muốn cho nó ăn cắm hót á, thường mấy anh em mới chơi thích cho cắm hót lắm, tại vì cho nó ăn nó hót dữ lắm anh em. Mình phái cho nó ăn hoài chứ chim mình nó rụng lông nó xấu. Ví dụ như anh em trộn tỷ lệ 1 phần cắm hót 2 phần cắm dưỡng thì anh em trộn thôi, anh em bỏ cái hũ nhỏ anh em trộn ít thôi. Ví dụ anh em lấy 1 cống cắm hót nhỏ này thì 2 cống cắm dưỡng, anh em bỏ cái hũ anh em lắc cho nó đều lên rồi anh em đổ nó vô đem anh em cho nó ăn, chứ anh em đừng có cho nó ăn cắm hót liên tục. Cắm hót liên tục là chắc chắn là chim anh em sẽ bị rớt khoen đó. Tùy con nữa, có con mình cho nó cắm hót nó không rớt, có con mình cho nó ăn một miếng cắm hót nó cũng rớt lên nè, tùy theo cơ địa của mỗi con nữa. Có số anh em người ta nuôi cám người ta đổi với bố lồng anh em, ta không bỏ vô cống để tránh tình trạng mà chim nó ăn nó dính cái mỏ cái lồng mắt nó vô trong cái chỗ cái tay cống mình nè, cái cống mình nhỏ nè. Thì anh em ý anh em mà nuôi một chơi mà con chim mà nó anh em cho cắm dưỡng thì rất là đẹp. Còn cắm hót thì anh em mới biết cho nó ăn, chứ anh em mà cho nó ăn như cắm dưỡng là chim anh em nó hư luôn á. Thì anh em mình mới chơi chắc chắn ai cũng sẽ bị ha. Tại mình nuôi mình nghe nó nói cắm hót ăn nó hót nhiều mà thiệt, nó ăn vô nó hót dữ lắm, mình thích cho nó ăn hoài nè, cho nó ăn từ từ si chim mình luôn, chim mình nó rất lòng xấu. Giờ hơi đến tận sáng nó hòa lập ha, đánh có kèo rồi, hay quay cho anh em coi nha.
Cái đường này xe tải quá nha anh em. Cái này có hai con trống, một con mái. Dính mồi cắn xe tải chạy ngang nó sợ. Còn con bỏ mà hết đá thì anh em đi kiếm bầy khác đá quấn cho anh em coi nha. Chừng mới tắt cái điện thoại mới xách qua dít con nữa nè anh em. Nói chung mồi hôm nay lâu quá cận đi nó cũng bị xuống phong độ, nó không có sùng như trước. Nó có cắn như trước. Hiện nay gần đánh gần bắt gần đem về chỗ khu gần thả ha, chỗ nhà cần hôm nay nó cũng có mấy con mà nó mồi đá nó chảy đem về thả kiếm cho nó kêu cho mồi nó sung anh em. Thôi để cần bắt đi kiếm kèo khác. Kẹo mồi làm quá trời luôn, thấy cái túi rút là để sẵn mà treo mồi lên mồi đấu quá nó không vô nè.